chương trình cám dỗ của người thường dành cho các bạn người cá. Giờ Tuyên xin thông báo lại, trong hộp này là thịt nướng. Trời ơi, ăn thịt kìa. Rồi, đi vô rửa tay. Đi vô rửa tay đi. Người cá muốn làm tiên cá. Ở đây ai muốn làm tiên cá giơ tay. Muốn làm tiên cá sẽ không ăn thịt. Còn muốn làm người cá muốn ăn gì ăn. Cám dỗ tiếp. Ủa sao này thịt nó không có nem vậy ba? Muốn thành người cá hay tiên cá bạn hãy chọn đi. Tion bắt đầu quan sát thực phẩm được chế biến từ động vật không thể cám dỗ được Tion. Nhưng tại sao có thể cám dỗ đệ tử Tion quá dễ dàng? Mê say luôn rồi. Chục sức ra khỏi chư tiên. Ngon quá, lại ăn đi. Thôi cắn thật anh Tion rồi. Cắn một cái là cho đi về luôn, bắt ráp liền. Vậy thôi cắn cái máy đi. Bi cầm lên. Sophia cầm lên. Để thoát khỏi những cám dỗ từ việc ăn thịt động vật, Tion sẽ cho các đệ tử ăn món sushi tiên cá. Món sushi tiên cá sẽ giúp các em thoát khỏi những thèm muốn. Làm sushi tiên cá ăn đây chứ không thôi là chết đói hết bây giờ. Hỗ trợ Tiêu làm sushi tiên cá nhanh lên các anh em. Chết rồi. Sushi tiên cá gì, cơm chưa nấu, trứng còn 2 cái thôi tiêu rồi. Đi siêu thị thôi. Đi siêu thị, tập hợp lại đi siêu thị. Hôm nay lớp học dựng phim, nhường lại một chút để đi siêu thị mua đồ ăn. Đi siêu thị, đi xe đạp chở 4 đứa cho chết luôn hả? Chỗ đâu mà chở. Rồi bây giờ các em chuẩn bị đi siêu thị chưa? Khỏi cần hùng. Hồi nãy Ben hồi nãy ăn một miếng thịt rồi hả? Rồi Ben không có được ăn đâu. Nhưng mà thôi kệ, Ben từ bỏ rồi. Ben cũng biết dừng lại kịp lúc, quay đầu là bờ. Hết đồ làm sushi tiên cá rồi, dừng lại khoan học. Bây giờ đi siêu thị. Anh Tion ơi, cứu em rồi. Được, Tion sẽ làm sushi tiên cá để cứu Ben nha. Ben ơi, cứu cái này mua nước nha. Cam chịu không nổi mùi thịt đó hả? Ăn đi Ben. Đây là lời cám dỗ của quỷ dữ. Hãy ăn đi. Hãy ăn đi rồi khỏi làm tiên cá nữa. Tiên gì? Ai cấp bằng làm tiên? Ai cấp bằng làm tiên? Ăn đi. Đúng rồi, chỉ cấp bằng làm người cá thôi à. Ăn đi. Còn muốn thành tiên là phải tu luyện lên level 7. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi siêu thị để làm sushi tiên cá. Cởi dép nước xong giờ ban thèm luôn.
lớn chảnh nhiều mà, 3-4 hộp lận mà. Số tiền rồi, còn thêm hộp nữa. Mày lên. Bây giờ muốn đi sushi tiên cá hay là ăn bún thịt nướng, chọn sushi đi. Tiên cá. Sushi tiên cá. Ăn chay mà. Ok. Ủa hỏi rủ bạn Iris đi không? Dạ không. Siêu thị trong nhà nè, phía sau nhà nè. Dụ á, phía sau nè. Đi thôi. Người cá sẽ đi cùng với Tion đi mua món sushi tiên cá. Với làm món gì nữa không? Dạ bé. Làm thêm món pizza tiên cá nữa. Lấy nước nữa anh. Làm nước tiên cá. Nước dinh dưỡng tiên cá đúng không? Đừng có đi theo hướng của mấy bạn đó dụ á. Ở đây nè, gần lắm. Đi Việt Theo đi Tion. Đi Việt Theo gửi đời gửi máy. Các bạn người cá chú ý. Đây là quán internet. Quán internet này gần nhà Tion. Các em có thích chơi game không? Các em nghĩ các bạn có nên chơi game không hay trở thành người cá? Trở thành người cá. Ok, vô tẩy chai chơi game. Vô tẩy chai đi. Anh Vô đây. Vô đây chơi game. Vô đây chơi game với em. Ai hả? Gì? Anh chủ tiệm game chứ gì? Vô nhìn mặt anh đó cười cười. Tẩy chai không nổi luôn đấy. Mày gì? Quán tao mở ra cho vô tẩy chai hả? Bây giờ đi siêu thị, đúng chưa? Mấy em đi nha. Mấy em kia chạy. Cho mấy bạn nó chạy, hồi mấy bạn nó mệt à. Mệt rồi, chạy được xíu chứ nhiêu. Đứng đây, tôi giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ nha. Vô đây đợi tôi giao nha. Bây giờ mình chơi trò chơi nha. Ben đi mua tương cà Nhật Bản nha. Em đi mua trứng nha. Tương cà Nhật Bản hay hết bán rồi mà. Tương cà của Mỹ hay mua? Em đi mua nấm. Em đi mua trứng. Trứng gà đúng không anh? Em đi mua rau. Rồi coi ai nhanh. Trứng gà đúng không anh? Em đi mua trứng gà. Trứng vịt đi. Trứng gà đắng lắm. Em hả? Nhiệm vụ của em đi mua sữa Đà Lạt Miêu nha. Rồi coi ai nhanh. Tôi đứng đây đợi. Rồi chúc mừng em. Em mua trứng vịt rất lẹ. Nhưng mà anh cần mua 10 trứng. Em mua ít quá vậy. Hồi sao mấy bạn ăn. Cái này anh cũng cần mua hộp lớn. Em đang mua nước. Em đang mua cái nấm mà. Nấm bào ngư xám. Bạn này bán nhanh luôn rồi. Rồi. Rồi bạn này anh chấm điểm. Bạn này nhanh nhất. Bạn này mua đúng ý. Rồi. Bây giờ anh giao cho nhiệm vụ em đi mua sushi. Đổi lại cái đó, mua sushi. Yeah. Bạn này mua rất đúng. Nhưng mà anh không xài nấm bào ngư này. Xài ba nấm này thôi. Nhanh dữ vậy. Đổi lại cái này đi Ben. Rồi còn rau nữa đâu. Đi mua rau đi. Rau gì? Rau gì? Rau mình cuộn sushi á.
làm nhanh ghê ta. Alo. Ừ. Đúng rồi, 377 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 nha. Dạ lố hả? Ok. Rồi. Em mua đồ được không? Ủa ai vậy? Ai ôm Tiun vậy? Ủa em quen anh không? Chắc fan á. Fan hả? Fan vô ôm tỉnh queo luôn hả? Oh. Xong chưa? Ok. Ồ, biết mua rau Nhật không cần rửa luôn nha. Không có chai bự. Em mua gì chai bự? Đà Lạt Miêu. Sữa Đà Lạt Miêu, coi có chai bự không em? Nhanh lên, nhanh lên. Rồi tính tiền giùm anh luôn đi. Ủa sao mua rau này nhiều quá vậy ta? Hai bịch rồi đó. Đúng rồi. Mua 4 bó hết 200 ngàn rồi. Rồi trả lại cái này, trả lại cái này. Đà Lạt Miêu nhỏ hả? Ok. Rồi xong chưa? Rồi tính tiền. Trời ơi, mua trứng vịt thì nhiều mà mua nấm thì ít. Rồi cũng được. Ok, được luôn, vô. Rồi chấm điểm nha. Thấy bạn Ben đi chợ nhanh nhất, xong rồi tới bạn Tai. Con nhìn nó hết rồi. Rồi Ben, Ben nhanh lắm. Sẽ được tặng quà cho Ben. Ben muốn mua món gì ăn cũng được. Em cũng vậy. Rồi bạn nào có nhanh rồi, có rồi. Rồi em cũng nhanh đúng không? Mua một món gì em muốn đi. Không, chậm rồi à. Tụi con làm hết luôn á. Ủa hai bạn nãy làm được gì không? Không có làm được gì hết đó. Em cũng được, em mua cái gì em ăn đi. Không có đâu, lấy trứng vịt đó là em giành lấy hết luôn rồi, lấy hết của bạn đó luôn á. Vậy hả? Hai người này nè. Vậy thôi. Còn cái anh kia không có làm được gì hết. Có giải ba đó, giải ba em đi mua cái gì đi. Đi mua cái gì đi rồi lại anh tính tiền. Em mua 5 ngàn thôi. Alo, tôi nghe. À, đứng đó đợi em xíu. Rồi, rồi, rồi. Đứng mua này, mua sữa Đà Lạt Miêu đi. Sữa này bằng cái hộp bằng nhựa, xài xong rồi dục, lãng phí lắm. Tính tiền nha, bao nhiêu tiền hả chị? Để đợi chị đem lại đúng không? Dạ. 0909233501. Hôm bữa mình còn thiếu bạn 1.000 á, nên hồi trả luôn ha. Ok. Muốn mua gì mua dưới 50.000 nha. Ok, em vừa tới chưa này được không anh? Được, mua sữa đó được. Không có uống mấy cái nước có quá chất nha. Uống sữa thôi nha. Không có mua trà sữa. Không uống sữa thôi. Không có mua trà sữa gì hết nha. Uống sữa Đà Lạt Miêu thôi. Ok. Đếm tới 3 không mua được thôi, đi ra. 1 2 3 Thôi khỏi ăn bánh pizza đi được rồi. Tính tiền nha. Em chỉ uống một hộp thôi. Rồi, mua sữa Vinamilk này cũng tốt nè. Của em nè. 300. Này em tính tiền. Té có bị chạy chân không? Chạy rồi, chạy rồi. Hên nha, té mà không bị sao hết. Em vui với xe lát sợt chạy nhanh quá vậy. Em không chạy nổi chạy này đâu phải gì chạy. Sao mấy em đi mà chạy mà còn chậm hơn tôi đi bộ vậy? Rồi tôi đi bộ tiếp nè. Nhanh lên Ben. Đi thẳng lưng lên, đi lưng gù gù khom khom. Nó té đúng rồi, thẳng lưng lên.
đi đâu mà dở cái gâm ven rồi được. Đi thẳng cái lưng mình lên. Đó, thẳng lưng lên Ben. Hello anh Nghĩa. Rồi, laptop đúng không? Vô. Thôi chắc lên trên nhà phòng luôn. Để xe vô đây. Chìa khóa ai giữ? Anh cầm đi, coi chừng gửi. Thôi để anh cầm cho. Rồi đi lên trật tự nha anh đó. Để sát vô đây giùm em nè. Đệ tử của tiên cá là phải xài máy khủng. Máy khủng. Làm gì khủng, làm gì gấp 6 lần người bình thường mà. Vậy chắc vô đây ngồi luôn. Ờ đúng rồi. À anh qua nè anh bạn, anh qua anh coi cái máy. À, cái coi cái laptop. Vô đi anh. Coi cái laptop cho thằng em. Lấy ra test máy luôn. Xuống này rồi tiêu anh xuống. Ha, để cho em nó coi đi, em thấy là ok hết rồi. Cái này á, mua laptop của anh này á rẻ được 7 triệu. Còn bảo hành luôn á, thấy được không? Anh này là chuyên gia cung cấp laptop cho Tion. Cái Tion hả? Em đưa đi rồi. Hôm nay Sophia cũng phải tập làm món sushi tiên cá nha. Tập ra, bỏ vô. Làm rồi. Rồi bẻ ra. Ui. Em chưa bao giờ làm trứng nè hả? Chưa. Ây da. Thì em bóc nó ra. Tách nó ra, tách vỏ ra làm đôi. Trời ơi. Rồi em lượm mấy cái vỏ ra. Ở nhà em, mẹ em không dạy em nấu ăn hả? Chưa. Rồi lấy cái muỗng vớt mấy cái đó ra, không có thọc cái tay dơ mình vô. Ha. Lấy cái muỗng. Rồi. Thầy mấy giống theo để làm cơm cho. Tay em đi nấu cơm. Gạo đâu? Gạo, thùng gạo. Làm món sushi tiên cá là món nhanh nhất. Dễ ăn nhất. Tiếp. Đó hả? Ừ. Nè anh khui một tay luôn nè. Tay là. Anh khui một tay luôn nè. Nữa không? Nữa đi, bốn trứng đi, nhiều bạn mà. Có cái vỏ nè. Lượm cái vỏ, vớt cái vỏ ra. Rồi. Rồi em bỏ vô, nhanh lên. Mấy mũ tương. Có bị bể trứng, dính trứng bể trong này không? Không đúng không? Rồi em đánh ra cho đều, em tập để tay khuấy cho đều. Giống như tạo lốc xoáy trong nước. Nè gia vị nè. Bỏ vô, bỏ oregano vô cho nó thơm. Thích ăn tỏi không? Không. Vậy thì ăn bột tỏi. Thôi thích ăn tỏi mà chưa. Bột tỏi nó thơm lắm. Bây giờ không thích thì không có ăn. Ok, bột tỏi. Tiếp. Thơm chưa? Bỏ một ít lá này vô nữa, lá basil. Ăn rau củ quả. Rồi rau hồi nãy là mua salad đủ rồi. Cái này là hồi rửa sơ qua nước thôi, cất một bịch lại. Một bịch như vậy là 50.000 bởi vì rau trồng trong nhà kính. Nó rất là vệ sinh sạch sẽ ha. Hồi sáng là anh có xào sẵn nấm rồi. Cái này là bơ để hồi chiên, ok. Rồi Sophia. Bỏ cục bơ, làm nóng bơ lên. Rồi. Lấy một ít nấm bỏ vô đây xào lên. Ê cái gì bóc tay? Dơ ăn kêu. Lấy cái muỗng này múc ra. Sao em làm đồ ăn dơ vậy? Nè. Múc ra. Nó chưa giờ làm đồ ăn luôn á.
Vậy hả? Rồi múc qua. Tại em làm không à. Vậy em múc là nguyên một cục luôn hả? Nó dính lắm. Rồi 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 rồi, rồi bỏ vô. Rồi sao lên? Bởi vì làm người cá là mấy em phải đa tài đa năng, tự nấu ăn được cho mình, tự lo cho mình luôn. Làm người cá mình phải có nhiều kỹ năng lắm, mà bây giờ anh phải dạy cho mấy em kỹ năng làm món sushi tiên cá này, để mấy em có thể tự nấu nướng. Món này là món đơn giản nhất mà đầy đủ năng lượng dưỡng chất nhất. Rồi em nghe thơm không? Thơm nhiều không? Nhiều. Rồi bây giờ là anh thấy là nó nóng lên đều ngon hết rồi đó, bắt đầu đổ cái này lên. Đó luôn hả? Ừ, đổ cho nó đều nha. Đổ luôn quá nữa. Wow, cuối cùng Sophia cũng nấu ăn được rồi ha. Lần đầu tiên trong đời của em nấu ăn hả? Vậy thì làm sạch luôn nha. Rồi, bắt đầu. À, đậy nắp lại là vừa. Thơm không? Cảm nhận đi. Rất thơm đúng không? Còn cái này em cất lại cho anh. Vô chiều anh ăn. Làm món sushi khác. Rồi. Tay, cái này là rau sạch nha tay. Rửa sơ nước nha. Rồi rửa cà chua luôn nha. Rồi lụm cái bịch này lên. Rồi để cái này lên. Rồi sẽ có cà chua, mình bỏ cà chua vô. Cái phòng ở dưới em đóng cửa phòng lại chưa? Rồi. Không có để thoát máy lạnh ra đúng không? Ben biết quấn sushi chưa? Hôm bữa anh hướng dẫn làm sushi, cuộn sushi rồi đúng không? Thôi để họ đi lên Tiêu hướng dẫn. Em làm cho, em biết làm rồi. Cơm. Rồi gì, làm rửa sơ nước nha Tiêu. Cơm nấu rồi. Em biết làm rồi. Em biết. Sao em bỏ nước ít với dạ tay? Sao vậy cơm chín? Nhiều rồi đó. Đi múc một cái chén nước đổ vô. Ok. Hai sao bỏ ít nước mà không đủ đâu. Còn cái đó là rau. Rửa sơ thôi. Em để rau. Trời ơi. Tai không chịu nấu cơm mà không bỏ nước nha Tai. Để con làm cho. Để con làm cho anh luôn. Nấu cơm mà không đổ nước vô luôn mới ghê chứ. Nó hút nước liền luôn rồi. Rồi bây giờ đây những cái rau để làm sushi nha. Salad, cà chua. Rồi sushi. Cơ. Đúng rồi đó. Và bây giờ em lấy một miếng. Nè em. Cái nồi thả gà. Rồi em lấy một miếng này, biết chưa? Nó sao anh này làm gì vậy? Ai đâu đó? Em không có ý thích gì đồ ăn. Đã bắt đầu bỏ vô. Không ăn rau sao ngon? Vậy em có ăn cà chua không? Lấy. Không. Cơm rửa tay sạch rồi nhé Tiêu. Em đè, em cuộn cái này là em đè. Nè, em cuộn sao mà cho cái đồ ăn này nó nẹp vô trong cái tre này nha. Làm lại, nẹp đồ ăn vô cái tre đó trước. Đúng rồi. Rồi 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 xong rồi em mới lấy cái này nè, em ủn lên này, em cuốn qua thì nó mới ra một cái ống đều như vậy. Nhưng mà mình có dầu ăn á, lúc mình dán lại mình dùng dầu ăn để mình dán mấy này dính cứng lại. Đúng rồi, hiểu chưa? Rồi em thử cắt ra một miếng em ăn thử coi ngon không? Ăn thử của bạn coi. Cắt ra không có ra. Cẩn thận cái ngón tay của em coi. Bạn Sophia lần đầu tiên học nấu ăn nên các bạn thông cảm cho Sophia nha. Sophia đang học cách làm món sushi tiên cá. Trời ơi bạn ấy cắt mà cũng không đứt nữa, đưa đây. Cắt một tay luôn nè em. Rồi em cầm luôn một miếng. Rồi mỗi em một miếng nè. Cầm phần nửa ăn đi. Rồi ok. Còn ai ăn nữa không? Ai ăn thì tự làm nha. Rồi Ben tự ăn tự làm. Rồi bây giờ bạn Benjamin sẽ làm sushi tiên cá để mời Tiun ăn. Rồi Ben, làm đi.
Tất cả người cá đều phải ăn món sushi là chính. Nếu làm người cá mà các bạn không ăn sushi thì các bạn sẽ yếu. Sushi là sushi chay nha. Tại sao phải ăn sushi? Sushi chay á, thành phần chính là rong biển, nên các người cá muốn có sức khỏe tốt đều phải ăn rong biển. Và cái món sushi tiên cá là cái món cần thiết dành cho tất cả người cá, chế biến rất là nhanh gọn lẹ. Tương cho Ben 30 giây để cuộn ra cái sushi. Nếu qua 30 giây Ben không làm xong thì tôi sẽ không ăn nữa. Không ăn cái cuộn của Ben mà ăn của cuộn của bạn khác. Rồi tôi bắt đầu đếm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6. Trời ơi. Đủ 30 giây mà cuốn cho tôi ăn rồi. Các bạn coi Ben làm sushi à. Ben làm sushi vậy đãi tôi ăn à Ben. Trời ơi. Thôi, không được rồi, Ben phải ăn chung với tôi món này. Cuốn sushi 30 giây. Cuốn sushi 30 giây, gỡ ra. Rồi tôi bỏ vô lại luôn nha các bạn. Tôi cuộn một tay luôn. Một tay quay phim, một tay cuộn. Rồi xong. Cắt ra ăn Ben ơi. Tôi coi như là chấp nhận cái cuộn sushi của Ben. Để vô. Thôi ơi. Khả năng cuộn sushi của em lên bậc thánh luôn rồi đó. Rồi, nè, cho em nè. Ăn cục này tôi ôn. Rồi, sushi cụm 100%. Ăn hết nha. Nó cũng miệng, nặng luôn. Nó được rồi. Cũng ngon ghê các bạn.